Nhân BB và tất cả các siêu người nhẹ xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, trời ơi, hôm qua ấy, bọn mình nghĩ là bọn mình đã tiêu diệt được con Mommy Long Nem và con Haki Wuki rồi các bạn ạ. Nhưng mà không ngờ con Haki con nó xuất hiện các bạn ơi. Ui, và nó đã giải cứu á. Con Haki kiểu màu xanh đỏ tím vàng ấy và con Mommy Long Nem mẹ chân dài rồi các bạn ạ. Đây là nó lại bắt đi Kissimissi rồi các bạn ạ. Ui trời ơi. Hôm nay người nhẹ tiếp tục tập hợp quân ở đây các bạn ơi. Và không chỉ có người nhẹ đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn xuống đây này. Hãy xem kia. Wow, các bạn biết ai kia không? Chính là đội trưởng Mỹ đấy. Wow, các bạn thấy thế nào? Đội quân của đội trưởng Mỹ này cũng có mạnh không? Nhìn nhấn chất chưa? Đội trưởng Mỹ là người giỏi nhất đấy các bạn ạ. À. Ui, người có sức khỏe vô địch luôn. Yeah, anh ta có cái khiên nên làm bằng titanium các bạn ơi. Mình tin chắc nào, hôm nay bọn mình sẽ giành được chiến thắng thôi các bạn ạ. À. Ui, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong kia nhá, vào trong căn hầm ở dưới nhà mình các bạn nhá, để xem nào bọn chúng làm gì nào, xem nào bọn chúng giấu Kissimissi ở đâu các bạn nhá. Ui ui, kia kìa, con Haki con kia kìa, bọn chúng nó vẫn còn sống các bạn ạ. Ui, bọn chúng nó sinh ra liên tục luôn đi. Lần này đã có thêm bọn quái vật Haki con các bạn ơi. Bọn chúng quyết tâm bắt Kissimissi đi làm cái gì không biết các bạn ạ. Ui, đừng đến gần nó nha các bạn nhá. Đây này, con Haki đỏ này, bọn nó mới đáng sợ này, nó nao lên nó bắt được mình luôn. Trời ơi các bạn ơi, ui, chết rồi các bạn ơi, các bạn có biết con này không? Ui, con này, xuống đây cho các bạn, mình chỉ cho các bạn xem này. Con này chính là con quái vật chàng chàng ấy. Khi chúng ta ấy, chơi trong Bobby Playtime Chapter 2 ấy, chúng ta mà không trả lời đúng màu, đúng âm nhạc thì nó sẽ nó dùng cái chàng chàng này nó đập vào người mình các bạn ạ. Ui dồi ôi, con này cũng nguy hiểm, nó con thỏ gì, cái thỏ Bunzo ấy là cái thỏ gì ấy, các bạn ơi. Ấy con thỏ Bunzo hay sao ấy, ui, con này ghê gớm lắm, trời ơi. Bây giờ lại xuất hiện con này nữa này, ghê chưa. Nhìn nó, trông nó đáng yêu vậy thôi ấy. Đây các bạn nhìn nó này, ui, nhìn nó đáng yêu vậy thôi nhưng thực ra bọn nó rất là đáng sợ các bạn nha. Không đùa được với con thỏ này đâu, thỏ Bunzo này đâu. Wow, xuống dưới kia thế nào. Ui, thằng này bọn chúng cho nhiều quân đi quá các bạn ơi. Đừng chạm vào người nó nha. Ui, các bạn ơi. Wow, đâu rồi, kìa rồi. Kìa rồi, Kissimissi kìa. Trời ơi, Kissimissi á. Lúc nào cũng nhảy múa đâu, Kissimissi rất là tốt luôn các bạn ạ. Ui, nhưng mà lần này bị canh giữ á. Bởi con mẹ chân dài này. Và hai con thỏ Bunzo này các bạn ơi. Ui, mẹ chân dài, cái móng tay của nó sợ lắm các bạn ạ. Ui, các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy ấn like hết các bạn nha. Trời ơi, mọi người ấn like hết đi để người nhện và đội trưởng Mỹ có thể giành được chiến thắng nha, giải cứu Kissimissi thêm lần nữa các bạn nha. Còn Mommy Long nó có nguy hiểm đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên mình báo với người nhện và đội trưởng Mỹ các bạn ạ. Thằng Mỹ sẽ không bao giờ thua đâu. Haki màu đỏ này. Ui giời, nhìn mặt của nó ghê chưa. Đi ra đây đây, đi ra đây các bạn ơi. Đi ra đây. Đội trưởng Mỹ ơi. Đội trưởng Mỹ ơi. Ui giời ơi, nhân BB á, vừa xuống ở dưới kia xong ấy thì thấy á, có thêm á, con á, Haki Wuki con nhá, và con quái vật thỏ Bunzo ấy, của chúng Mỹ á, bọn chúng rất là mạnh luôn. Bây giờ chúng ta phải cố gắng đánh làm sao mới có thể giành được chiến thắng bây giờ. Trời ơi, khó lắm đây đội trưởng Mỹ ạ. Rồi, lên đây bảo với người nhện các bạn ơi. Ui, siêu người nhện ơi, nhân BB á, vừa xuống dưới tầng hầm nhá thì thấy á, thêm một con quái vật á, thỏ Bunzo á và con Haki Wuki con ấy, bọn chúng mạnh lắm đây. Lần này á, người nhện cố giành chiến thắng nhá. Ui, các bạn ơi, các bạn nhỏ ơi, bạn nào trên like thì ấn like video nha. Tất cả các bạn đang xem video của Nhân BB hãy ấn like video và đăng ký kênh nha. Đừng quên nhấn vào chuông thông báo nha, để giúp đỡ siêu người nhện này, giúp đỡ đội trưởng Mỹ nha, giúp đỡ Nhân BB có thể giành chiến thắng nha. Mọi người nhớ ấn like video, đăng ký kênh và nhấn chuông nha. Bây giờ mình sẽ đến từ 1 đến 3, các bạn hãy ấn like nha. 1 2. À, rồi, bây giờ các bạn ấn like video và đăng ký kênh hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu thôi. Wow, trận chiến khó khăn nhất này. Đầu tiên chúng ta sẽ chiến đấu cùng đội trưởng Mỹ các bạn ơi. À, chiến đấu bên cạnh đội trưởng Mỹ nha. Đầu tiên rồi, lấy những khẩu súng mạnh nhất thế giới của mình nha. Các bạn ơi, mình lấy khẩu này cũng mạnh này. Ấy, súng ơi. Thế nào, còn tìm mấy khẩu nữa, súng đẹp đẹp tí các bạn ạ. À, hôm trước mình dùng khẩu súng này, xe tăng này bắn cũng thắng rất nhiều luôn các bạn ạ. Lần này mình sẽ đổi khẩu súng khác nha các bạn nhá. Rồi, súng này thế nào? Ui, súng này là khẩu súng băng tuyết này. Đây, wow, khẩu này. Ấy, được khẩu súng này được các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. Chiến đấu nhá các bạn nhá. Mình sẽ đứng cạnh chiến binh này các bạn ơi. Rồi,
Ôi, mọi người nai hết rồi đúng không? Chiến đấu nào, xông lên. Ui, đội trưởng Mi nào vào các bạn ơi. Đội trưởng Mi đi vào này. Ui, cẩn thận nhé đội trưởng Mi nha. Ui, một đội trưởng Mi đã bị tiêu diệt rồi. Aki con này, ôi no. Nó này, ui, nó chảy ra ngoài rồi. Ui, cẩn thận nha. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Ui, các bạn ơi. Ui, con Aki kia kìa. Con Aki màu đỏ này, ui, may mắn các bạn à. Con Aki màu đỏ này đã bị tiêu diệt rồi. Con Aki đấy mạnh lắm đấy. Đấy các bạn, nom này một đám Haki đã bị tiêu diệt rồi đấy. À, chết đi, mình có Haki này. À, bây giờ mình sẽ nhặt nó, mình vứt ra ngoài nha. Không có để nó cản các chiến binh đội trưởng Mỹ đi các bạn ạ. Ui, đội trưởng Mỹ hôm nay mạnh quá. Rồi, bây giờ tiếp tục chiến đấu nào. Xem nào bọn Haki kia có tuổi gì, có dám ra đây chiến đấu không nào. Let's go. Đội trưởng Mỹ cẩn thận nha, bình tĩnh nha. Nó mạnh lắm đấy. Rồi, Haki rồi. Ui, thỏ Muzo kìa. Ui, các bạn ơi, có thỏ Muzo đây. Nó định tấn công mình các bạn ạ. Ui, no. Thỏ Muzo nó khỏe quá. Nó tấn công mình rồi các bạn ơi. Ui, trưởng cố lên. Ui, các bạn ơi, ra xem mới được. Có thỏ Muzo này nó mạnh quá. Ui, nó đang tấn công đội trưởng Mỹ này. Ui, Haki thế này. Ôi không, đội trưởng Mỹ ơi. Ôi, no. Wow, trời ơi. Ui, con thỏ Muzo này nó đến một phát và Haki nó đã tấn công phát hết tất cả mọi người rồi. Ui, khó khăn quá người nhện ơi. Trận đấu này khó năm đấy người nhện à. Thỏ Muzo nó ghê gớm quá. Đổi vũ khí thôi. Ui, ghê quá. Ui, kìa. Haki kìa. Ui, thỏ Muzo lên rồi. Tấn công thỏ Muzo. Boom. Wow, what the hell. Thỏ Muzo, đứng lại. Ui các bạn ơi, một đợt đông quá. Mình đang tấn công đây. Tấn công một thỏ. Ui, trời ơi, lại không được rồi, mình lại bị chết rồi. Ôi không. Ôi. Ui, các bạn ơi, con Haki Waki này tắt cay con Bi quá. Thỏ Muzo kia, sao các Bi dám chiến đấu tiêu diệt hết tất cả các chiến binh của ta rồi. Ta sẽ không tha các Bi đâu. À, đến đây con thỏ Muzo này. À, ui, nó mạnh quá các bạn ạ. À, mình cứ hồi sinh lại nó tiêu diệt được mình luôn đấy, ghê thật đấy. Haki Waki, ui, thỏ Muzo. Haki Waki, à, mình sẽ đi ra ngoài sông này các bạn ơi. Các bạn thấy được không? Đi ra ngoài sông này. Đâu rồi. Ui, nó ngay đây này. À, kìa rồi, nó kìa. Thỏ Muzo tiêu diệt hết các mi. Cứ mình phải chạy thật nhanh các bạn ơi. Ui, nguy hiểm quá. Ê, nhìn này, bọn chúng chết rồi này. Một số con bị chết các bạn ơi. Ui, con Haki kìa. Tiêu diệt nó đi. Ui, nó khỏe rồi nhá. Oh my god, đầy rồi, ra đây. Chúng này yếu quá các bạn ơi. Chúng này không chiến đấu được với nó rồi. Đầy rồi. Mày chết đi. Haki đi ăn này. Thỏ Muzo rồi. Ta sẽ lấy súng xe tăng đã. Ui, đây. Ra đây Haki này. Ui, Haki màu đen này. Haki màu trắng này. Ui, các mi màu xanh này, thỏ Muzo này. Các mi định bắt ta đúng không? Ta sẽ quyết chiến đấu với các mi. Ui, đứng ở đây mà chịu chết đi. Thỏ Muzo, Haki trắng này, boom. Haki xanh này, thỏ Muzo nữa, boom. Con thằng tấn công này mình đang bắn nó đây các bạn ạ. À, xe tăng này đánh lên đâu, boom. Ê, thỏ Muzo nó bắt mình đấy, bắn quay chết đấy. Con này, ui, nó khỏe thật đây. Bắn nó vậy mà nó không bị sao luôn này. Nó khỏe nhất luôn đây. Ui, trời ơi, mạnh quá các bạn ơi. Ui dồi ôi, không thể tin được con này mạnh thật đấy. Chết đi. Ui các bạn thấy chưa, thỏ Muzo nó khỏe không. Bom Corona, đúng rồi, hãy sử dụng bom Corona. Thỏ Muzo này mình sẽ chết đi. Ui không, nửa đốt cháy nó luôn các bạn ơi. Thế mà nó không bị sao các bạn ơi. Ai con này, ai sợ thật sự luôn. Ê, chết đi. Được rồi, đã thấy mình bực mình rồi các bạn ơi. Đây, cho mình biết tức là sức mạnh thực sự của ta. Thiêu cháy mi thỏ Muzo này. À, tấn công. Úi giời ơi, không thiêu cháy nó các bạn ơi. Ôi giời, không thể tin được. Quá khỏe. Con thỏ Muzo cuối cùng các bạn ạ. À, súng này xem các bạn ơi. Nó không đổi mà không sử dụng súng này. Nó bị chết rồi các bạn ơi. Nó bị thưởng nửa thiêu chết rồi này. Thỏ Muzo này. Mạnh thật sự đấy. Mommy non nang rồi các bạn ơi. Xuống tìm con Mommy non nang nào. Mommy non nang. Ui, cái xin đây. Thấy cơm đây. Còn một con cái xin nữa. Haki nữa. Trong đấy vẫn còn Haki nha các bạn nha. Còn con Mommy non nang nữa. Ta không tha cho mi đâu đây. Mommy non nang. Mi đã bị kẹt rồi. Bây giờ không còn ai giúp mi nữa đâu. Ta sẽ tiêu diệt mi.
Chết đi. Wow các bạn ơi, nó đã bị tiêu diệt rồi các bạn à. Nhưng mà mình thấy bác, ui sao mình có Haki này. Tí nữa thì mình bị chết luôn. Chết đi. Các bạn à, nó đã bị tiêu diệt rồi nhưng mà ui no. Ui không xong rồi, mình lại bị tiêu rồi. Trời ơi các bạn ơi, con Momin Long Nhang nó bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà mình sợ là còn con Haki này nó còn sống, nó sẽ hồi sinh các bạn à. Đấy, nó đi ra ngoài nó cứu con Momin Long Nhang rồi đấy. Các bạn ơi sợ lắm. Nhân BB cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video nha. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ Nhân BB nha, bằng cách nha, ấn like video và đăng ký kênh nha. Ai chưa ấn like video và ấn đăng ký kênh thì hãy ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, giúp mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn các bạn ạ. Bây giờ chắc con em là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB các bạn nha. Ui mấy con quái vật này sợ quá các bạn ơi. Xin chào nha.